Nhưng mọi người, cái mặt chống thật bọc bạc. Đây là em mình bọc nha. Mọi người thấy giũa đầy sen đẹp không? Ano nè. Đó. Được chưa có vô nha, tại vì mà múc máy cái hào quang nè mọi người. Mấy giờ sáng hào quang nè. Và chuẩn bị bọc cái thứ hai nha. Mà cái thứ hai không biết bọc làm cái đài sen nha mọi người. Rồi nêu cảm nghĩ về cái mặt mặt đây hả? Thì nói cảm nghĩ đi, cái thứ hai làm sao rồi cái thứ ba đâu đâu, cái đầu tiên lấy ra coi, cái đầu tiên đâu, mắc cỡ mọi người, mắc cỡ không nói cảm nghĩ đó. Cái đầu tiên nè, cái thứ hai nè, cái thứ ba nè, chuẩn bị cái thứ ba nha, chưa làm đó. Và đây mình còn một mớ mặt mặt này, mới bữa làm mấy cái bọc đơn giản nha, còn mấy cái này nó chuẩn bị đưa triển luôn đó. Tập làm những cái đơn trước, mà cái đai sen này là mình giũa nha mọi người chứ không phải giũa đâu. Giờ cái đây không biết giũa sao này, giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người và những người mới vào nghề làm luôn nha. Tại vì cái đai sen này tất nhiên cái đầu tiên này xong qua cái này nó là không được luôn. Đâu phải mọi người cứ nghĩ thấy nó vậy, nhưng mà mình chia cự ly ra thì làm nó dễ, còn không biết tính toán thì nó hơi bị khó. Ok, let's go. Nào nói cảm nghĩ đi, cảm nghĩ về hai cái mặt. Nó ngại quá mùa, nó không có nói. Giờ hai cái đai sen nha mọi người, cái đai sen này là mình giũa này, mình chia cự ly đầu tiên nè. Giờ cái này mình làm cái này. Đầu tiên á, mình nắm cái đai sen nó tới đâu. Ví dụ như nó từ bề mặt này nó xuống tới nào? Nó xuống cái này đúng không? Mình chia nó tới này. Là mình lấy đúng cái vị trí tới này luôn. Và hai cái mép này nó lên sâu một xíu là mình canh đây. Là mình đỡ từ chỗ này xuống này, mình giũa ở giữa lại là vừa. Đó, lấy cờ lê đây đúng không? Đây. Từ đây qua đây. Đó là cái mặt dưới, mặt chiều ngang này nha. Còn cái chiều dài của nó, chiều dài của nó mình phải lấy dư ra một xíu. Đây, cho nó dư ra tới này xíu, mình giũa mình bỉ lại nữa là vừa nha. Và lấy từ cái điểm gốc này luôn. Ở đây. Đó, giờ phân làm hai ra. Ví dụ như đây mình, ví dụ cho mọi người giờ biết là từ độ này xuống chỗ này là nó bao nhiêu. Để mình giũa mình ngăn cách chỗ này. Mọi người thấy cái đầy xe không? Nó mò nha, chứ không phải là nó mặt thẳng. Đó, cái này là phần ngăn cách cái đế ở dưới. Một cái đầy xe như là một cái đế ở dưới. Ví dụ như từ đây vô đây tầm bao nhiêu? Ví dụ từ phía ngò này vô tới đường giữa này bao nhiêu? Mình chia cờ ly ra. Đó, tới này. Đó, tới này, từ ngoài này tới này. Rồi mình chắc cái này ra cho dễ. Đó. Em mình đứng sau nó nhấp nháp miệng nó chửi sao á. Đó. Rồi. Ví dụ như từ cái điểm này nó mò đúng không? Mình cho nó mò. Mò vô tới đây. Còn cái đế ở dưới nữa. Mò vô tới đây. Chỗ cái này là mặt trên, mặt dưới đây. Mình cắt trước chút luôn cho nó dễ làm mọi người. Đó. Rồi chia cái mặt giữa này nha. Chia cái điểm ở giữa này. Trung tâm. Đây. Đó là cái này là ở giữa nè. Thấy không? Ví dụ như mình giũa cái điểm nó xuống đây, mình quỷ ra lấy một lòng
quỷ ra cho dễ nè. Đó. Đây. Là cái mặt đèn nó sâu sâu xuống xíu nè. Bên này cũng vậy nè. Làm cái gì không tính là đi lính cả đời á, má mình hay nói câu đó mía à. Cái này là dũa sâu vô này, dũa vô đường giữa này đó. Mình vẽ mình cái này là mình vẽ để trừ tượng cho mình chút, mình vũa cho nó dễ nè. Xong rồi cái này là cái điểm ở giữa nè, cái bề mặt ngang ở giữa nè đây. Rồi cái còn cái đế ở dưới vẽ chỗ này ra xíu đây, lên này, lên này là vẽ ra, là mình vẽ cái đế ở dưới nữa là ok đó. Nó vũa là mình vũa từ tâm tâm này trước. Mình vũa cái nét trước nha mọi người. Cho ra nét trước. Cho cái đài sen ra nét trước rồi mình sau đó sẽ lấy ra hình dáng trước, mình mới lấy nét chứ lộn. Đó. Cái này mình quay từ chân thật lắm luôn á. Những người mới học nghề nếu mà làm chăm chú vô thì làm được ok hết nha. Đó. Đầu vũa ở dưới. Còn hôm nào mình sẽ làm mấy cái mà nó phức tạp hơn xíu nha. Này thì khá đơn giản. Đó. Cái này đối với làm bạc coi nha, chứ làm vàng vô vũa kiểu này, làm kiểu này hao chịu nổi nha mọi người. Làm hồi bữa có ông anh kêu mình làm nhẫn bạc, kêu thối tiền lại cho chủ á. Thử nó làm kiểu đó hao quá, thối tiền lại cho chủ. Đối với làm bạc coi, chứ mình làm vàng mình phải làm cách khác để mình lấy lại bụi chứ. Cái nhanh hay chậm gì mình cũng phải lấy lại bụi. Thank you.
sen vô. Chốc mấy cái này đi học, hồi trước mình đi học cũng không có được hướng dẫn kỹ càng đâu mọi người. Tự mày mò, tự tìm tòi để làm thôi chứ không. Hớt trước để cho đỡ cái mặt lên nè. Đây, cho mà đỡ mặt lên. Đó. Thấy không? Cái này chưa hoàn thiện nha. Bây giờ mình mọi người cố gắng xem cái video anh em mới học nghề hoặc là mới làm nghề chưa biết làm đại sen thì xem thôi, chứ còn những người, những chú làm những cách hay lắm. Và khi đó mình sẽ làm những cái cách theo kiểu những cái đại sen. Nói chung là cái này là đơn giản rồi đó, không phức tạp cũng không rườm rà, nhưng mà thấy nó cũng đẹp chứ không có đến nỗi tệ nha mọi người. Rồi, khi mà xong như thế này á thì là mình bắt đầu vũ lại nha mọi người. Video nó hơi dài, mình chỉnh sửa mọi người xem. Và sau khi xong á thì cái này mình về vũ nét lại và vũ đi cho nó rõ luôn nha mọi người. Khi lúc nãy thẳng á, thì mình vũa những cái đường này không được, mình gõ cong lại thì mình vũa ok nha. Đó, đỡ phân chia ra được những cái viền nhỏ này. Chắc từ video này mọi người thấy nó đơn giản rồi đúng không? Thật sự nó không có khó như mọi người nghĩ, nhưng mà quan trọng cách mình làm á. Tại ngày xưa mấy chú, mấy ông, mấy thầy đi trước á, họ cũng làm những cái cách như này, làm thủ công mà mọi người. Tao hoài giống như bây giờ lên máy tính rồi vẽ ra thì nó nhanh lắm đó, còn làm thủ công thì nó tốn nhiều thời gian lắm. Bây giờ nếu mà làm thủ công mà giờ làm ra rất là khó để làm lâu, tìm tòi học hỏi. Ngày xưa có thời gian rất là nhiều, mấy chú mấy bác ngày xưa tìm tòi những cách rất là hay, tại vì thời đó là thủ công, đa số là thủ công thôi nha mọi người. À, ngày xưa làm tay có thời gian làm rất là đẹp, nhiều chú nhiều bác làm rất là đẹp và sắc nét. Bây giờ giới trẻ bây giờ làm vỉ 3D ra đã nhanh gọn lẹ luôn, chưa làm kiểu này người ta không thích làm, người ta không có đủ kiên nhẫn để làm những cái hàng như này đó. Mình rửa sơ sơ nó không ra như này đó, rồi mình rửa cho nó bài bản xíu lại. Mà rửa xong á thì bị cái dưới này lên đó, bị nó lên nha, bị cái dưới này lên là cái trên tự động nó thẳng á đó. Mọi người hình dung ra được chưa? Đây thì nó đơn giản rồi đúng không? Đó, bỏ vô này mọi người thấy chưa? Nhưng mà hàng vô nữa thì ok nha. Đừng kêu chúc ok như này nha mọi người, và chúc mọi người làm thành công nha và phát tài phát lộc nha mọi người. Ok, may mắn nha. Và em đã lại hàng vô xong nha mọi người, đó hàng như này và cũng rất là ok nha. À,
khi mà hàng vô thì nó nổi bật giữa cái đài sen này với cái mặt Phật đó. Còn chúc anh em thành công nha. Anh em gặp nhiều may mắn khi làm được những cái sản phẩm như thế này. Và chắc cũng không có ai chỉ tận tình như thế này đâu nha. Và nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình nha mọi người. Và cùng chắc có lẽ mình sẽ làm một cái hà quang đá trên này nữa. Và sau đó mình sẽ up sau. Bây giờ tới bước này mình up trước cho mọi người xem. Ok, chúc anh em thành công.